Hôm nay mình học tiếp bắt đầu đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba phải không? Là Bahu sa chan cha si pan cha vinayo cha su si kito supa sita cha ya va cha e tang mangala muttamang. Bây giờ đoạn này đó thì mình sẽ đi từng từ một. Bahu thì mình đã học trước cái bài hôm trước rồi. Bahu có nghĩa một mình, chữ Bahu có nghĩa là nhiều. Nhưng mà khi nó ghép vô với chữ Bahu Sacca nó trở thành một cái tính từ. Bahu Sacca là đa văn, nghe nhiều, uyên bác. Như là ngài Ananda đó thì cũng được gọi là vị Bahu Sacca, là vị đa văn. Đa văn tức là gì? Người mà có nhiều kiến thức, đọc nhiều, biết nhiều. Chữ cha là và, sipan là đi ra từ chữ sipa, là một cái nghề nghiệp hoặc là một nghệ thuật. Vinayo đi ra từ chữ vinaya, chữ chữ vinaya là nếu như trong từ Phật học á, thì chữ vinaya có nghĩa là luật, như là tạng kinh, tạng luật thì tạng luật á, là vinaya pitaka. Nhưng mà trong cái nghĩa của cái đoạn này đó thì nó không phải là chữ nghĩa chữ luật mà nghĩa là chữ huấn luyện, đã được huấn luyện một cách rất là có bài bản, được được học hành, được huấn luyện. Cha là và su sikhito là chữ su cộng với chữ sikhita mà chỉ ở chủ cách, mà sikhita là quá khứ phân từ của động từ sikhati là học tập. Như vậy Su-sikhita là khéo học tập. Su-pa-sita, su cộng với pa-sita, pa-sita là quá khứ phân từ của động từ pa-sati có nghĩa là nói. Và như vậy su-pa-sita là khéo nói. Cha-ya-va-cha, ya là nó là một cái đại từ bất định, va-cha là lời nói. Thì như vậy đó, đây là một cái đoạn nói lên những cái pháp mà Đức Phật dạy tiếp theo làm sao để sống được hạnh phúc. Thì như vậy mình điểm ở đây có mấy pháp này. Một là Bahu Satchang là đa văn. Hai là Sipang là có một cái nghề, có được cái nghề nghiệp tốt, có cái nghề nghiệp vững vàng. Vinaya là được huấn luyện tốt. Susikito là được khéo học tập, tức là học giỏi đó, học học thì học là học đàng hoàng chứ không phải là học không, mà phải là Susikito là được khéo học tập hoặc là thông suốt. Supasita là khéo nói. Và Chayavacha là tức là lời nói thì được khéo nói. Thì đó là Etang Mangalamuttamang, đó là hạnh phúc tối thượng. Thì như vậy mình sẽ đọc cái đoạn thể dịch nghĩa là đa văn, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập. Ở đây đó thì cái đoạn dịch này không hiểu vì sao là dịch là thông số các luật nghi. Cái này bản dịch này không biết lấy từ đâu, cho mình nhớ cái bản dịch mà ngài Hòa Thượng Viên Minh dịch đó là Vinayo cha Susikito là khéo huấn luyện học tập, như là khéo huấn luyện là Vinayo và khéo học tập là Susikito, nói những lời chân chất. Supasita cha Java cha là nói những lời chân chất và là phục lành cao thượng. Đó là đoạn thứ ba. Bây giờ mình đi qua đoạn thứ tư. Mata pitu upatthanang putta darasa sangaho anakula cakamanta etang mangala muttamang. Mata hôm trước mình có học rồi. Mata là mẹ, pitu là cha, mata pitu là mẹ cha. Upatthanang, upatthanang là đi ra từ danh từ là upatthana, và ở đây có hai thành phần cấu tạo nên. Upa là tiếp đầu ngữ cộng với thana. Upa là gần và thana đó là đứng, đứng gần luôn luôn hoặc là cứ ngủ gần. Người mà cứ ngủ gần là gì? Luôn luôn ở một bên cạnh, tức là hầu hạ hay là phụng dưỡng. Cho nên hai chữ này cộng lại upatthana là phụng dưỡng. Như vậy mata pitu upatthanang là phụng dưỡng mẹ cha. Putta darasa sangaho, putta là con trai,
À, con trai đó thì nói chung tức là con cái, à, con trai con gái, nhưng mà khi người ta khi nào người ta ở đây chỉ dùng vô cho một cái chữ chữ chung đó, vì là putta là con, darasa thì đi ra thì chữ dara là vợ, mà ở đây có chữ asa đó, đó là đuôi của cái gì, cách số ít của chữ cách số tư là gọi là chỉ định cách, à, là cho vợ và con. Sangaho đi ra từ cái danh từ là sangaha là giúp đỡ hay là tế độ. Như vậy putta darasa sangaho là nuôi dưỡng, lo lắng, tế độ, giúp đỡ cho vợ và con. Anakula chakamanta. Ở đây cái từ anakula Anakula đó, đó là một cái tính từ có nghĩa là không có lẫn lộn, không 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 có lẫn lộn, không có vướng mắc. Và Kamanta, Kamanta là có nghĩa là nghề nghiệp hay là hành động. Thì á, như vậy á, là cái việc làm, cái Kamanta là việc làm ha, mà không lẫn lộn tức là không lẫn lộn tức là không có sai trái, mà không sai trái tức là nó chân chánh. À, cho nên các cái đoạn này đó quý vị sẽ xem là được dịch là hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con. Dưỡng dục tức là dưỡng á, dưỡng là nuôi, còn dục là giáo dục đó, dưỡng dục là nuôi, nuôi dưỡng và giáo dục cho vợ và con. Sở hành theo nghiệp chánh, sở hành tức là những điều mà mình hành động, điều mà những điều mà mình làm thì theo nghiệp chánh tức là không có sai trái, không có lẫn lộn, thì đó là phúc lành cao thượng. Tiếp theo đoạn thứ năm. Đa nan cha tham chariya cha nhà tất cả nan cha sanga hồ anavacchani kamani etang mangala muttamang. Chữ đa năng cha là đi ra từ chữ đa năng cộng với chữ cha, mà đa năng đó là chủ cách của cái danh từ đa na, đa na là bố thí. Dhammacariya, dhamma là mình biết rồi là pháp, còn chữ chariya là hành. Như vậy dhammacariya tức là hành theo pháp, hành theo pháp tức là đúng với pháp, không có làm sai pháp thì gọi là dhammacariya. Như vậy cả cái câu này là đa năng cha tham chariya cha là bố thí mà theo đúng pháp. Bố thí phải biết cách bố thí chứ, bố thí mà nó sai đó, bố thí mà không có đúng pháp mình đi tới bố thí cho những người mà họ là ngoại đạo tà giáo đó, mình ở gần đó, hoặc là mình bố thí mà mình là đi ăn trộm ăn cắp để mình bố thí thì như vậy bố thí đó là sai trái. Mà bố thí đúng tức là của cải mình tạo ra một cách chân chánh rồi mình đem đi cúng dường những người cũng đáng cúng dường, thì như vậy gọi là đa năng cha tham chariya, bố thí hành đúng pháp. Nha tất ca năng cha sangha hồ, chữ nha tất ca năng cha là đi ra từ chữ nha tất ca năng cộng với chữ cha, mà nha tất ca năng là cách thứ tư, là chỉ định cách số nhiều của cái danh từ là nha tất ca, mà nha tất ca có nghĩa là quyến thuộc và số nhiều là các quyến thuộc. Và chữ Sangaho rồi giống như trên kia, là tức là giúp đỡ cho các quyến thuộc. Anavachani đi ra từ chữ Anavacha, Anavacha là trong sạch không có uế nhiễm. Thì cái từ mà vắt cha một mình đó, có nghĩa là lỗi lầm, một chữ là lỗi lầm, cho nên anavacha là không có lỗi lầm, không có uế nhiễm, là trong sạch. Và anavachani kamani, như vậy là cái chữ anavacha là tính từ, là không uế nhiễm đấy, là bổ nghĩa chữ kamani là số nhiều của kamma là nghiệp hay là việc làm. Vậy thì Anavachani Kamani
À, tức là những cái việc làm mà nó không có lỗi lầm. Ê tăng mangala muttamang, đó là hạnh phúc tối thượng. À, vậy thì cả cái đoạn này sẽ được dịch là bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Bây giờ mình có tiếp đoạn thứ sáu. Arati virati papa Macchapana chasanyamo Appamado charamesu Etang mangala muttamang. Chữ Arati một mình á, có nghĩa là tránh xa. Và Virati là tiết chế. À, và hai chữ này nó đi chung với nhau là tránh xa và tiết chế. Và chữ Papa, à, Papa là số nhiều của chữ Papa là điều ác. Và như vậy á, đó là tiết chế và tránh xa điều ác. Matcha pana cha san nhạc mồ. Chữ matcha là rượu. À. Pana đi ra từ động từ là pinati. À, và ra danh từ pana là uống. Như vậy matcha pana là sự uống rượu. San nhạc mồ, à, là chủ cách của cái danh từ san nhạc mát. À, và sanyama có nghĩa là từ chế hay chế ngự. Như vậy câu này là Macchapana chasanyamo là từ chế không có uống rượu. Từ chế ngự để cho không có uống rượu, bởi vì thường thường rượu là khiến cho người ta thích thú lắm, nhưng mà bây giờ không uống rượu là phải có một sự từ chế để không có bị dính vào cái chuyện rượu chè. Appamado chatamesu. Appamado là có chữ a cộng với chữ pamada. Pamada là phóng dật. Thì a là có nghĩa là không, không phóng dật hay là thận trọng hay là cẩn mật hay là nghiêm túc. Chà, tamesu, tamma là pháp, tamesu là trong các pháp. Như vậy appamado chà tamesu là không có phóng dật ở trong các pháp. Etang mangala muttamang, đó là hạnh phúc tối thượng. Thì như vậy bạn dịch ở đây là xả ly tâm niệm ác, à, tức là mình từ chế, à, mình tránh xa tiết chế khỏi tâm ác, thì gọi là xả ly tâm niệm ác. Chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Chữ pháp ở đây đó không có hiểu là Phật pháp của Đức Phật đâu nghe. Chữ pháp ở đây đó tức là các cái trần cảnh, tất cả các đối tượng thì đều gọi là pháp cả. Thành ra đó mình thấy sắc thì mình chỉ thấy thôi, chứ mình không có tham đắm vô sắc. Mình nghe âm thanh chỉ là âm thanh thôi, mình không có đắm đắm âm thanh. À, chứ có nhiều người thấy sắc thì đắm theo sắc, nghe âm thanh thì đắm theo âm thanh, ăn ngon thì đắm theo vị ngon, có mùi hương thì mình đắm theo cái mùi hương đó, thì gọi là, và khi mình đắm như vậy tức là mình có cái sự phóng dật. Cho nên chữ pháp ở đây có nghĩa nó rất là rộng, tức là các cái đối tượng ở bên ngoài đó thì không phóng dật trong các cái pháp đó, thì đó là phúc lành cao thượng. Đoạn tiếp theo, Garavo cha nivato cha santuti cha katanyuta kalena dhamma savanang etang mangala muttamang. Garava, à, Garavo là chủ cách của danh từ Garava, và Garava có nghĩa là sự cung kính. Nivato đi ra từ nivata là khiêm nhường. Như vậy hai cái pháp tiếp theo Garavo cha nivato cha là sự cung kính và sự khiêm nhường. Cung kính là nói với người trên, là mình đối với người trên thì mình cung kính. Mà khiêm nhường đó là đối với người ở dưới nhỏ hơn mình không có tỏ ra là mình giỏi hơn họ. Cung kính và khiêm nhường. Santuti. Santuti à, là danh từ có nghĩa là sự trí túc. Ở giữa quý vị thấy cứ mỗi chữ cha cha này đó là vì nó có nghĩa là chữ va rồi, à, giữa một cái để mình biết rằng Garavo là một pháp, cha là đến Nivato là một pháp, đến chữ cha nè Santuti cha Katanyuta, à, một pháp nữa là Santuti là sự trí túc, và Katanyuta, Katanyuta là nó đi ra từ chữ Katan cộng với chữ Nyuta. Katan là đã làm mà Nyu là biết, à, như vậy Katanyuta đó là biết việc những người việc người ta làm cho mình á, mình vẫn nhớ thì gọi là biết tri ân. Katanyuta là biết tri ân.
Như vậy santuti cakkhanyuta là trí túc và trí ăn. Kalena dhammasavanam. Kalena đi ra từ cái danh từ kala là thời giờ. Ena ở đây đó là cái biến cách sử cách sử dụng cách số ít. Kalena là theo thời hay là tùy thời. Dhammasavanam, cái này là mình có học trong cái bài thỉnh chư thiên rồi. Dhamma là pháp và savana là nghe. Dhammasavanam là nghe pháp. Như vậy kalena dhammasavanam là tùy thời mà nghe chánh pháp. Bởi vì tùy thời là có nghĩa là sao? Khi nào đó, nó có mình gặp một vị mình gặp một vị tăng, một vị ni thì mình thỉnh họ thuyết pháp và mình ngồi mình lắng nghe pháp. Và không phải là khi nào cũng phải nghe pháp cả, những cái lúc mà vì đó họ không rảnh thì mình không không thỉnh, hoặc là ví dụ như có phải là suốt ngày mình ngồi nghe pháp không? Mình phải đúng cái thời khi mà công việc rảnh rỗi, khi mà yên tĩnh thì mới nghe pháp, thì gọi cho nên mới gọi là kalena dhammasavana, tùy thời mà nghe chánh pháp. Etang mangala mutamang, đó là hạnh phúc cao thượng. Thì đây cái bản dịch là đức cung kính, khiêm nhường, trí túc và trí ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Đoạn tiếp theo. Khanti cha so va cha sata samana nan cha dasanang kalena dhammasa kaccha etang mangala muttamang. Khanti danh từ nữ tính có nghĩa là sự nhẫn nại, nhẫn nhục. Cha là va, so va cha sata, chữ so so va cha sata có nghĩa là thiền ngôn, tức là lời nói khéo, lời nói mềm mỏng, lời nói nhu hòa. Samana nancha dasanang. Samana nancha là gồm có chữ samana nang cộng với chữ cha. Mà samana nang là chỉ định cách số nhiều của danh từ samana là sa môn. Và dasanang, danh từ của nó là dasana, là thấy. Như vậy thấy hay là ý kiến. Samana nancha dasanang là ý kiến hay là gặp gỡ các vị sa môn. Kalena dhamma sakaccha. Quý vị thấy câu này giống câu trên, nhưng mà thay vì câu trên là chữ savana là nghe, thì dưới này là sakaccha là đàm luận. Như vậy là tùy thời mà đàm luận chánh pháp. Nghe pháp cũng là cái nhân của hạnh phúc, mà bây giờ mình không có người nói pháp thì mình ngồi mình đàm luận với nhau cũng có hạnh phúc. Và etang mangala muttamang, đó là hạnh phúc cao thượng. Thì cái đoạn này được dịch là nhẫn nhục, lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Rồi đến pháp tiếp theo. Tapo cha brahmacharya cha ariya sacha nidassanang nibbana sacchikiriya cha etang mangala muttamang. Tapo là chia chủ cách của cái danh từ tapa, có nghĩa là tự chủ. Brahmacharya, Brahma là phàm thiên và Chariya là hành, hành của một vị phàm thiên thì gọi là phàm hạnh. Mà phàm hạnh đó là vị phàm thiên là một vị ly dục, ly bất thiện pháp, không còn sống ở trong dục lạc nữa. Cho nên khi mà nói tới phàm hạnh đó, tức là phải nói tới cái đời sống là ly dục. Ariya Sachani, Ariya là thánh, Sachani là số nhiều của Sacha là sự thật của bậc thánh thì gọi là thánh đế. Đây từ chữ đế này là từ Hán Việt đó, có nghĩa là sự thật thôi. Thì Dasanang trên kia mình có thấy rồi, chữ Dasanang là thấy, thấy được tự thánh đế, thánh tự thánh đế đó, mà mình thấy rất là rõ. Thấy ở đây không phải chỉ là mình nghe kinh rồi mình tưởng tượng ra đâu, mà khi mà nói thấy tự thánh đế tức là thấy rất là rõ khổ. Ngay trong cái phục này mình cực khổ như thế nào, khổ của cảm thọ như thế nào, mình thấy ngay. Rồi thấy được cái nhân của khổ, thấy được cái sự diệt khổ và thấy được con đường nó để sự diệt khổ thì gọi là thấy được tự thành đế. Nibbana Sacchikiriya cha. Chữ Nibbana là mình biết rồi, đó là Niết Bàn. Và Sacchikiriya đi ra từ động từ là Sacchikaroti, có nghĩa là chứng ngộ. Thì Nibbana Sacchikiriya cha là chứng ngộ được Niết Bàn.
E tăng mang gala mutta mang, đó là hạnh phúc cao thượng. Thì đoạn dưới này dịch, từ chủ sống phàm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn, là phúc lành cao thượng. Và đoạn tiếp theo, Phuttassa lokatthammehi cittang yassa nakampati asokang virayang khemang e tăng mangala muttamang. Phuttassa là đi, nó là chia cách từ tư, chỉ định cách số ít của danh đồng danh từ là Phuttha. À, mà Phuttha đó, à, nó đi ra từ cái động từ là phassati, và khi mà nó chuyển qua quá khứ đó, nó đổi thành là Phuttha, là xúc chạm. Loka thammehi, loka là thế giới, thế gian, và thammehi là số nhiều của chữ tham á, là pháp, mà thammehi là số nhiều, ha, cách thứ ba. Như vậy là loka thammehi là các pháp thế gian, khi xúc chạm mà bởi các pháp thế gian. Chữ ehi ở đây mình dịch là sử dụng cách, cho nên mình dịch là bởi, khi mà xúc chạm bởi các cái pháp thế gian. Chittang yassa na kampati, chittang là chủ từ, cách chủ cách của cái danh từ chitta, vì chitta là danh từ trung tĩnh, cho nên chia chủ cách nó là chittang. Khi nào nam tĩnh thì nó sẽ chia thành chitto, nhưng mà đây nó là nữ cho nên là trung tĩnh, cho nên chủ từ mà nó chia là chittang. Chittang là tâm. Yassa, à, yassa là khi đó. Na kampati, na là không, và kampati là rung động hay là dao động. Như vậy là khi mà tiếp xúc với các pháp thế gian này, câu trên đó, ha, tiếp xúc với các pháp thế gian thì cái khi đó đó cái tâm nó không có bị dao động. A so căng đi ra thì chữ a cộng với so ca, so ca là buồn phiền, a so ca là không buồn phiền, mà chữ buồn phiền đó tiếng Hán đó ưu, cho nên không buồn phiền gọi là vô ưu. À, như vậy tên Asoka này cũng là tên của cái vị vua, vua mình hay dịch là vua A Dục đó, và cũng là một cái loài hoa gọi là hoa vô ưu. Hoa vô ưu tức là hoa Asoka. Như vậy khi mà xúc chạm cái các pháp thế gian, cái tâm nó không có dao động, không có ưu phiền. Vi ra dần, vi cộng với chữ ra, vi ra cộng với ra cha, ra cha là bụi bặm, mà vi là không, không có bị bụi bặm, không có nhiễm và bụi bặm, gọi là không có nhiễm trước. Khê măng đi ra từ chữ khê má là bình an. Như vậy là tâm khi đó đó là không có ưu phiền, không có nhiễm trước và bình an, thì đó là hạnh phúc cao thượng. Thì đoạn này được dịch là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tài và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Và đến đoạn cuối cùng, etari sani katoana sabbatha maparajita sabbatha sotinga chantitang te sang mangala muttamanti. Etari sani là số nhiều của danh từ etarisa, có nghĩa là như thế. Katoana là bất biến quá khứ phân từ của động từ karoti là làm. Như vậy Katoana có nghĩa là đã làm, sau khi đã làm như thế, etarisanikatoana tức là làm hết cả 38 cái pháp ở trên đó, sau khi đã làm như thế. Sabbathang, sabbatha aparajita, à, sabbatha có nghĩa là khắp nơi, đó là một tràng từ. Aparajita là a cộng với là parajita. Parachita là quá khứ phân từ của động từ paracheti, à, có nghĩa là thổi thất hay thất bại. Như vậy a có nghĩa là không, không thổi thất, không, không thất bại. Là tức là đó, những cái việc đến như vậy làm mà làm không bao giờ thổi thất, luôn luôn tinh tấn để làm và làm ở khắp nơi. Sabbatha. Sab rồi đến tiếp theo là cũng là sabbatha sotin, à, một lần chỉ sabbatha nữa là khắp nơi. Và sốt thiên đi ra từ chữ sốt thị là an lạc, phúc lạc. Thì gacchanti, gacchanti là đi, à, đi ra từ động từ gacchanti là đi. Tăng, à, tăng là đó. Sabbatha sốt thiên gacchanti tăng. À,
tức là mà đi tới đâu ha, đi tới đâu thì cái chỗ đó được an toàn ha. Tê xăng măng gọi là một tâm hành tí, trên kia là ê tăng mà dưới này là tăng, bởi vì ê tăng là số số ít mà tê xăng là số nhiều, tất cả những điều đó đó ha. Trên kia là một điều mà dưới này tóm lại luôn là tất cả những điều đó là hạnh phúc cao thượng. À, bây giờ mình sẽ được đọc cái đoạn dịch là: những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Rồi như vậy đó là hôm nay mình đã học xong cái đoạn giải phân văn văn giải thích ha. Mình bây giờ trước khi là mình sẽ tụng liệu pháp sẽ tụng cái bài này lại ngay từ đầu luôn. Tụng từ từ đầu là quý vị thấu một lần cái hồi khỏi phải lẹp là gặp lại ha. Và quý vị khi mà nghe như vậy quý vị tụng sau này quý vị có thể tụng theo được. Không biết ai gọi điện thoại hỏi quý vị chơi cho một tí nghe. À chị Hai hả? Dạ rồi, để bây giờ là pháp tụng lại nghe. Evang mê sutang ekang samayang phagava savatiyang viharati je tabane anatapindika saarame atako anyatara devata apikanta apikantavanna kevalakappang jetavanang opasetva yena bhagava tenupasang kame opasang kamitva bhagavantang apivadetva ekamantang athasi ekamantang thitakosa Devata Vagavantang Gata Ya Achapa Sibahu Deva Manusa Chamangala Ni Achenta Yung Akang Kamana Sotanang Ruhi Mangala Muttamang Asevana Chabalanang Panditanan Chasevana Puja cha pujaniyanang etang mangala muttamang patirupa desavaso cha pabbe cha katapunyata attasamma paniticca etang mangala muttamang Bahusacchan chasipan chavinayo chasusikito supasita chayavacha etang mangala muttamang Mata pitu upatthanang puttadara sasangaho anakula cakammanta etang mangala Danan cha dhammacariya cha nyatakanan cha sanggaho anavajjani kammani etang manggalamuttamang arati virati papamajjhapana cha sanyamo appamado cha dhammeso etang manggalamuttamang Garavo cha nivato cha santutthi cha katanyuta kalena dhammasavanang etang manggalamuttamang khanti cha sovaccha sattasamatthanan cha dasanang kalena dhammasakaccha etang manggalamuttamang Tapo cha brahmacariya cha ariya saccha nidasanang
Nibbana sacchikiriya cha etang mangala muttamang Phuttha saloka dhamme chetang yasana kampati asokang virajang khe mang etang mangala muttamang Etadisanika toa nasabbata maparachita Sabbata sotthin gacchanti tang te sang Dạ, như vậy là mình đã hoàn tất cái bài kinh Mangala Sutta là kinh hạnh phúc. Và hôm nay cũng đã là ngày 25 âm lịch rồi, 25 tháng Chạp. Những ngày cuối thì chắc là ở chùa bận rộn, mà ở nhà quý vị cũng bận rộn, cho nên là mình nghỉ Tết luôn ha. Thì sau Tết á, không biết tại khi nào học lại, thì quý vị cứ nghỉ Tết dài dài, khi nào mà thấy đăng trên mạng Theravada đó, Liệu Pháp sẽ đăng ở trên đó là ngày nào học lại thì quý vị sẽ vào học ha. Tạm thời là mình học được là ba bài kinh dài rồi, đó là kinh Từ Bi, bài kinh Kệ Phật Thẳng Hạnh và bài kinh Mangala Sutta là kinh Hạnh Phúc. Mình chỉ còn lại khoảng còn khoảng ba bài dài nữa thôi, là xong là qua là hết cái phần, và một số bài ngắn nữa đó là nó hết phần kinh, gọi mình hay gọi chung là kinh Cầu An. Theo quý vị là học giờ này là tiền hơn phải không? Đối với Liệu Pháp hồi trước á, thì có mấy vị nói là ở nước ngoài mà cái giờ mà mình dạy buổi tối nay đó, thì bên nước ngoài là giờ mọi người đi làm cho nên không có vào được. Thì mình có mấy bữa thì Liệu Pháp rảnh đó, cho nên là thôi thôi chuyển qua buổi sáng. Nhưng mà bây giờ từ khi mà chuyển qua buổi sáng thì mình thấy rằng đó, cái giờ mà buổi sáng thì mình không có tự chủ được. Bởi vì ở chùa thì bất cứ giờ nào khách khứa họ muốn tới thì họ tới, mà họ tới thì mình phải tiếp. Thành ra là mình rất là bị động. Giờ buổi tối như vậy đó giờ buổi tối như vậy này thì là khách có tới thì giờ này họ cũng đi về rồi thì được cái này thì mất cái khác, quý vị thấy không? Không biết, cho nên bây giờ trời mưa và trời nắng cũng vậy, quý vị thấy không? Ai cứ nghĩ rằng nắng là tốt, có người mà thích nắng thì thấy nắng là tốt, nhưng mà có những người mà họ ngày hôm đó đó mà ruộng lúa mà khô đó thì người ta mong mà trời nắng trời mưa, mà người mà đang phơi đồ thì người ta mong trời nắng, cho nên là khó mà được mọi người, khó mà vừa lòng được mọi người. Thì thôi bây giờ đó là thay vì mà nếu như mà mình dạy vào buổi sáng đó thì khi là cứ bữa nào mà có khách thì là phải nghỉ, bữa nào đi công việc thì phải nghỉ, mà chưa biết làm sao, bởi vì từ từ rồi tới khi đó rồi tỉnh nghe rồi thông báo sau nghe. Mình chưa, bây giờ thật ra mình chưa có tỉnh được đâu, vì từ rằm thần kiến cái tới rằm tháng hai đó, đôi lúc Liệu Pháp là phải bận đi theo cái đoàn phim để cố vấn cho cái đoàn phim mà tìm về bệnh giác đó, nói về Đức Phật và lý chúng đó, thì chắc chắn là ban ngày không rảnh rồi, ban đêm thì mình không biết có rảnh hay không nữa, bởi vì công việc này mình chưa từng làm. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là cũng khó để mà chủ động cái giờ giấc. Mà từ Tết cho tới rằm thần giêng thì mình còn, nếu như có học thì có học vào vài ngày thì cũng có làm gì, cho nên là chưa biết khi nào mà mình học lại được. Để Liệu Pháp phải chờ cái lịch của cái đoàn làm phim đó, họ cho mình biết là bắt đầu từ ngày nào rồi mình cái giờ giấc ra sao, thì khi đó mình mới quyết định là có học tiếp được hay không. Thì tôi bây giờ tới ngang đây là quý vị biết rằng là quý vị học tới ngang đây ha. Còn khi nào mà thầy có thông báo thì quý vị suy nghĩ. Và Liệu Pháp cũng có tổ định tổ chức đi hành hương. Dự trù đó là ngày, khoan để mình tắt bên này đã nghe, vì đâu thâu băng mà hồi nãy giờ, bây giờ thì để tắt cái bài bên băng này rồi.